Xin chào các bạn đã trở lại với bản tin dự báo giá heo hơi của kênh Net Media CCTV. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 5 tháng 8 năm 2020, giá heo hơi được dự báo tiếp tục giảm từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng 1 kg trên diện rộng nhờ liên tiếp nhập khẩu heo, qua đó đẩy mạnh việc tái đàn và nguồn cung. Còn hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2020, giá heo hơi ghi nhận không còn neo cao ở miền Bắc, trong khi đó tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam tăng giảm trái chiều từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng 1 kg. Theo thông tin từ báo Nông nghiệp Việt Nam, Cục Chăn nuôi đã thống kê và rà soát năm 2015 và 2016 là 2 năm có số lượng heo giống ông bà được nhập khẩu lớn, cụ thể là 17.600 con. Theo chu kỳ sản xuất, đến năm 2019 và năm 2020, cần thay thế hết số lượng đàn giống nhập khẩu của năm 2015 và năm 2016 này. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay mới nhập khẩu được trên 5.000 con heo ông bà và dự kiến nhập khẩu thêm khoảng 10.000 con từ nay đến cuối năm 2020. Với số lượng heo giống nhập khẩu và số lượng từ sản xuất trong nước, Cục Chăn nuôi dự báo sẽ cơ bản chủ động được số lượng heo giống thay thế theo chu kỳ sản xuất trong tương lai. Cụ thể là sẽ đáp ứng được heo giống cho sản xuất từ năm 2021 đến năm 2024. Tiếp theo bản tin là dự báo giá heo hơi ba miền ngày mai ngày 5 tháng 8 năm 2020. Ở thị trường heo hơi miền Bắc, được dự báo giảm mạnh trên diện rộng. Giá heo giảm 2.000 đồng xuống còn 88.000 đồng 1 kg tại Thái Bình, Nam Định. Khả năng giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 90.000 đồng 1 kg tại Hưng Yên, Lào Cai. Các tỉnh thành còn lại, giá heo chủ yếu dao động ở mức từ 90.000 đồng đến 91.000 đồng 1 kg. Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên dự báo giảm theo chiều của cả nước. Giá heo giảm 2.000 đồng xuống mức 86.000 đồng 1 kg tại Bình Định và Bình Thuận. Giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 86.000 đồng 1 kg tại Hà Tĩnh, Lâm Đồng. Các tỉnh thành còn lại, giá heo chủ yếu dao động từ mức 84.000 đồng đến 86.000 đồng 1 kg. Thị trường heo hơi ở miền Nam dự báo giảm ở một số nơi. Giá heo giảm 2.000 đồng xuống mức 85.000 đồng 1 kg tại Kiên Giang, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh và ở Bình Dương. Giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 86.000 đồng 1 kg tại Vũng Tàu, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Các tỉnh thành còn lại, giá heo chủ yếu dao động quanh mức từ 87.000 đồng đến 88.000 đồng 1 kg. Như thường lệ, phần cuối của bản tin mời các bạn xem bảng giá heo hơi dự báo cho ngày mai, ngày 5 tháng 8 năm 2020 trên 50 tỉnh thành cả nước. Tại Hà Nội, dự báo giá heo giảm 1.000 đồng. Thái Bình giảm 2.000 đồng, Hà Nam, Hưng Yên giảm 1.000 đồng, Nam Định giảm 2.000 đồng, Ninh Bình giảm 1.000 đồng, Tuyên Quang giảm 1.000 đồng, Phú Thọ, Thái Nguyên giảm 1.000 đồng, Vĩnh Phúc giảm 2.000 đồng, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giảm 1.000 đồng, Bình Định giảm 2.000 đồng, Ninh Thuận giảm 1.000 đồng, Bình Thuận giảm 2.000 đồng, Đắk Lắk giảm 1.000 đồng, Lâm Đồng giảm 1.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương giảm 2.000 đồng, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 2.000 đồng, Bạc Liêu giảm 1.000 đồng, Cà Mau giảm 2.000 đồng, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng, Kiên Giang giảm 2.000 đồng, Sóc Trăng giảm 1.000 đồng. Các tỉnh thành còn lại được dự báo giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là tình hình giá heo hơi của ngày hôm nay và dự báo giá heo hơi cho ngày mai của kênh Net Media CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.